vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống luôn nha. Đâu là lá chuối rồi. Lá chuối rồi sạch bon à. Cái gì cũng núi vậy. Đem nhà hôm nay mấy ông thợ lên dọn cái nền cất nhà mát này cả nhà. Đường lộ thì đoạn dưới này xong rồi, chỉ còn trên cái dốc đoạn 5 căn nữa tuốt ở trên đồi á, thì cất nhà mát xong rồi đầu lên làm cái đường kia cho xong luôn. Vô nữa không chú hai? Vô nữa. Dạ. Vô lên nữa. Dạ. Còn lên nữa. Chú ba là thước tiếp ba này. Thước tiếp là mấy? Vô lên là lấy lên một thước được rồi. Dạ. Vô tới cục đá này được rồi nè. Đá đó ngay. Dạ. Ngay ngay gian cái bụi ghiền luôn ha. Ừ. Dạ. Khi mình cắt xong cái đầu mình tráng cái nền luôn. Chỗ này lên cái dân võng cho khách hành hương nằm nghỉ là mừng cho coi. Bụi này bụi ghiền cả nhà. Bụi ghiền, bụi củ ghiền á. Chú hai ông chồng cái nền được tới tới đây nè cả nhà, nền được tới đây mở rộng ra lên đó, mình cắt cho bề ngang hơi lớn đừng dăng mỗi bên hàng giống. Giờ này mấy ông thợ nghỉ tay ăn cơm mà. Sáng giờ ông anh Khanh đang chuyển thiết lên mà chưa xong, chưa hết với xi măng cát thì chuyển lên rồi. Khi có cái nhà mát xong cái tráng cái nền luôn cho sạch sẽ luôn. Ngày qua làm cái bàn thờ cho đó, thờ hai ông bà già ngay đó. Ừ, cái ghế nó còn dính dài lắm đó chú hai. Đốn luôn cái xài này cả nhà, tại vì cái xài này nó chết rồi. Rồi mình cất ở đây nếu mà không đốn sợ nó gãy nhánh mất tử, nguy hiểm, đốn bỏ luôn. Cái nền dọn sạch sẽ là chừng nữa mình cắt xong mình tráng xi măng cái nữa rồi rất im luôn. À, sạch sẽ cho khách nó vô ra nó nhìn nó cũng thích nằm nữa, không sợ dơ. Dăng võng lên hai hàng hai bên. Ôi con chiếu nè cả nhà. Con chiếu khổng lồ luôn. Con chiếu này còn hơi nhỏ, có con lớn hơn con này gấp đôi.
phun chiếu bành kỳ luôn. Nó bò đi cái hai cái râu nó gà gà hơn trước á. Quá im rồi, dọn cái nền ra nhìn sạch sẽ im rồi. Mấy giờ lên đây chú hai? 7 giờ. 7 giờ. Sáng con mới có 6 giờ mấy con đi rồi. Đi vòng 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 vô tới đây giờ lên đây tới 10 giờ. Ngày qua con giặt nó lên cái sớm. Dạ. Lấy đồ cho mấy tụi bay ăn rồi chú không có nói cho mấy tụi nó biết. Nói đi. Ông không nói luôn. Tới đây 7, 7 giờ luôn. Rồi ông không nói luôn. Cho nhịn đói luôn. Hôm nay cho mấy ông thợ nhịn đói luôn. Con sợ mấy ông đói rồi con điện cho ông hay rồi ông cũng quên luôn. Này tới giờ mấy ông thợ ăn cơm rồi này cả nhà ơi. Mời cả nhà ăn cơm chung cho vui nha. Một xô cơm luôn. Ở trong đó cái bọc khô đó xớt ra đi anh Khanh. Thịt kho. Thịt kho hộp vịt. Khô chiên. Đó. Rau càng cua núi. Y la lốt đâu? Không có. Tiêu, tiêu xanh. Ở trên núi luôn. Cái gì cũng trên núi vậy. Mấy cái này cái gì? Khui. Thịt. Thịt kho măng hay gì? Còn cái đó cái gì? Hủ qua, cái này hồi khua hủ qua hả? Ồ cái này hủ qua nấu canh, dồn thịt. Ngày qua ăn kho quẹt, ông chưa quay đâu, chắc này ăn thịt ông quay lên. Ngày hôm qua lo làm không rồi, không có ông thợ này nhắc tới cơm chứ. Hôm qua. Ngày hôm qua nhịn đói luôn. Nhịn đói tới chiều luôn. Không, mình quay ăn kho quẹt đồ cho mấy Mạnh Thường Quân rồi mấy chị đồ gặp mấy chị rơi nước mắt rồi một hai giọt chơi. Ăn thịt, bữa nay quay kho cái quay mỗi bữa ăn có món, bữa nay ăn ba món luôn nè. Thịt kho trứng với thịt này thịt vịt thế gì á, vịt xào gừng mà canh hủ qua dùng thịt. Còn nhiêu là đồ trên núi hết nè. Ớt núi, tiêu núi, rau núi. Hôm nay tôi lên hồi trễ tôi cũng không mua dưa leo nữa. Ăn chứ làm miếng được hồi sáng giờ chưa ăn gì trơn, đói quá đói rồi. Hợp bay chú hai ơi. Tà bay hay tà hả? Ngày qua chán cái chỗ ông Lục Tà, ba Lục Tà nè. Quá đẹp luôn. Ngày mai tôi đem mấy cái chung nước với cái chổi lên để đây. À, thịt. Dạ. Rồi kính mời chư vị Sơn Thần, chư vị Năm Non Bãi Núi với ông Tà, ông Lục Tà, bà Lục Tà về ăn cơm chung với mấy anh em con cho vui nha. Rồi mời cả nhà về ăn cơm luôn nha cả nhà. Người tô xong. Chú Hai không ăn. Ông Hai tối ngày không ăn cơm. Chỉ uống nước trà là xong. Lấy đi, lấy đây bên nó đi. Chén này lắc qua lắc lại đổ hết. Chén đủ chưa?
đủ rồi kìa kìa cái cơm trên núi ngon lắm. Này này là khô nè. Ăn cơm trên núi ngon. Bữa nay bữa nay cái mâm cơm này thấy sơm sơm tụ hơn mọi bữa nha. Nói gỗ cái dĩa gao không nhìn thấy thèm mà nè. Tao là lá chuối rồi. Lá chuối rồi sạch bon nè. Cái gì cũng núi chứ. Đem lên có mấy món. Nó tam cô chứ mình đó. Sữa thơ lông bán. Cái khôn đã sô. Thịt rừng thịt rừng đó. Thịt chô lắm. Thịt lý cũng bật lý là mình túi. Tôi cũng ăn nữa nè. Cắn cục mỡ này một cái đó ha. Nó chảy mỡ hai bên mép luôn. Tiêu này cái ha ngon luôn. Tiêu xanh núi. Ừ, nó thơm. Lá lốt. Bà đâm. Cơm chú hai. Ăn mệt lắm. Ăn mệt. Không ăn cơm mệt. Còn đằng này không ăn. Mệt. Ngon quá ngon. Trời sao không gót chuối vậy trời. Gót chuối vô nữa. Tôi nghe ông nói sao không gót. Tôi tưởng sao không gót rượu chứ. Giờ ông nói gót chuối. Ngon quá. Đông vui. Đông vui. Mà đông thì hao. Chuối đó là mình sắc ra. À, anh vô heo á. Thôi anh vô. Thế có người nữa hao vậy. Thêm vài người ông hai vô nữa bà hai người mới hao. Hao vậy đông người ngon. Ngày qua quên ăn luôn đó. Ngày qua lo làm quên ăn luôn. Làm hơi giật mình ăn cơm chứ. Làm tới chiều rồi hỏi ăn cơm chưa. Sắc rồi, ăn cơm xong rồi mấy ông thợ ra làm việc tiếp nè cả nhà ơi. Giờ chấn lên 1 mét nữa. Để cho nó cái này nó rộng ra một chút. Đặng khách ta đi vô đi ra nó dễ dàng hơn. Dạ. Cảnh núi non đẹp lắm. Rồi bá cái lại chứ luôn cái tay. Dạ. Ngày mai bắt đầu đốn đốn cây được rồi ha mấy ông thợ. Mày đốn cây. Chú biết đo cột kèo đâu không ơi chú? Biết lại mấy thứ. Dạ, thì nữa coi cái ông cắt cột sẵn, cột giữa thì nó cao rồi. Bề dài 4 cây cột, hai bên mỗi cây 4 cây, rồi chính giữa 4 cây là 12 cây. Dưới 8 cây kèo. Đòn tay thì mình đốn tầm dông mà. Chấn lên nữa là cái nền rộng ginh luôn. Lên đó tới đó là cái nền rộng ginh luôn hết chú hai. Quá êm luôn. Dạ. Người khách người ta đi vô đi ra cũng dễ dàng đó.
Nguyễn Lâm cũng xin chân thành cảm ơn quý Mạnh Thường Quân và cả nhà đã ủng hộ mình làm đường đi trên núi và cất được cái nhà mát cả nhà. Mình cũng cảm ơn chị Loan đã ủng hộ mình cất cái nhà mát. Chị Lê Loan, mình thấy chị ở Sài Gòn á, chị có ủng hộ mình 15 triệu để cất cái nhà mát này cả nhà. Rồi mình mua luôn cát, đá, xi măng, mình tráng luôn cái nền luôn. Mua mấy chục miếng thiết. Mua loại thiết dày, sợ trên núi toàn là gió mạnh không à. Mua thiết mỏng là xé hết. Mua thiết dày chịu mới nổi. Rồi sáng giờ Nguyễn Khanh nó chở lên cũng gần hết ba thiết rồi. Cát anh chở lên rồi, giờ với xi măng chở lên rồi hết rồi. Cất cái nhà mát xong cái đầu chán cái nền luôn cho sạch sẽ. Rồi mình cũng xin kết thúc video tại đây. Nếu cả nhà thấy hay thì hãy like, đăng ký ủng hộ mình nha. Mình chân thành cảm ơn nhiều. Rồi chúc quý Mạnh Thường Quân và khán giả xem YouTube luôn luôn vui vẻ, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống luôn nha. Cảnh núi non rất đẹp luôn cả nhà. Cái chỗ bàn thờ đó cũng tráng xi măng luôn rồi. Chỗ đó có ông Lục Tà, bà Lục Tà ở đó cả nhà.